Chào các bác. Em tiếp tục lên cho các bác một cặp siêu chép của dòng DeLong nhá, dòng dòng DeLong ấy. Đấy. Cặp này thì đây, các bác này, nó là dòng siêu chép nhá. Nhỏ nhưng mà có võ các bác nhá. Em khẳng định luôn là nhỏ nhưng mà có võ. Đấy, các bác nghe tiếng là các bác sẽ biết. Này. Điểm rất sáng luôn. Đỏ này là dương này. Đấy. Đen này là trắng, này là âm. Trở khán là 6 ohm, công suất em không thể ghi nhưng mà ghi trở khán 6 ohm nha. Cặp siêu tép này là giá là 120.000 một chiếc các bạn nhá. Giá là 120.000 một chiếc nha. Tiếng rất hay luôn, sáng quắc luôn các bạn. Cả cuộc đời em đâu mong mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy. Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ. Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế gian, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng loài hoa ấy vỡ tan. Đây là một chiếc có bao nhiêu? Đấy, một chiếc này. Tiếng hay lắm, tiếng tuyệt vời luôn. Nhỏ nhưng mà có võ các bạn, tiếng rất sáng. Đường kính của nó là rơi khoảng là 7.3 các bạn nhá. Đấy, nó khoảng 7.3 nhá. Đấy, đường kính là 7.3, dòng nó nụa các bạn này, rất là mềm. Đấy. Siêu tép. Giá là 120k một chiếc các bạn nhá. Hoa cũng tàn, người ơi
hoa cũng tàn. Chờ ngày anh đến bên, hoa cũng tàn. Đấy, hôm nay em test hẳn một bài để các bác nghe thử cái chất tép của nó luôn cho nó sướng nhá. Đó. Kích thước em đo rồi. Đấy, giá em báo rồi nhá. Vâng, có 120.000 một chiếc siêu chép của hãng Đờ Đông nhá. Đấy, nhiều bác thắc mắc bảo là sao không có tên ở đây đúng không ạ? Chắc chắn là nhiều bác đang thắc mắc như vậy, nhưng mà cặp này em nói luôn, cặp này là kiểu cái vỏ con má làm nhem ấy, nó bị hàng nó về thì nó không may nó bị xấu một chút, thế là em bỏ đi vỏ rồi, tại vì là nó cả cái phần bát của nó cũng kiểu nó do thì di chuyển nó hơi bị đè vào, thế là nó cái vỏ nó xước quá, thì em sẽ bỏ con chép ra. Đấy, giá là 120. Chứ bình thường các bác không mở mua được những con chép siêu chép này đâu. Đấy. Vâng, em xin chào các bác.